Nó không thấy bác ở nhà rồi. Mộ của ông là lúc nào là mộ đẹp nhất? Cắt bớt đi. Cái cây này là nó to, nó mọc cái kia mà. Cái lô đơn này nếu mà không bị những con dê thì đẹp. Đấy, ở ngoài có hôm 500. Hôm đấy em trồng cái mai nó sống đẹp chưa? Đúng đi ra đến đầu ngõ cái là nhìn thấy nó thế là nhổ về trồng luôn.
trồng nhưng mà không hai trồng ở khóm bên này liệu có trồng được không anh nhỉ? Bên này bây giờ trồng anh đẹp thôi. Bên này thì cũng được, kiểu bây giờ nó cũng giữ chỗ nhiều. Về thôi bác Minh ơi. Hôm đầu tiên lá lung nó hoa đẹp nhỉ, ra cái hoa nó lá nó càng ngày càng bé thì hoa này hứa với nó là nếu được 6 chấm thì bố cho thêm 5 chấm nữa, nhưng mà được 5 chấm rưỡi là thôi. Cái này cũng không phải đến Tết mà giờ ăn rồi, tháng 10 đến 9 ăn rồi. Đến Tết vẫn hơi cay. Nhưng mà như này nó cũng chia chia thế nó chưa được. Không, cái này là ngọt lắm ạ. Cây đánh này đảm nhưng mà không để quả nên cây nó tốt. Trước đưa là thính như thế này. Thính nhà hiểu. Chưa có mấy giác rồi. Làm giống giống của đúng không ạ? Hai cậu đi chơi chuyến thôi, biết chứ tội chơi không đi. Nhiều tiền lắm. Một tháng hả? 20 triệu. Một tháng hồi bao nhiêu 20 triệu cũng. Hai. Hai quá. Mình có thể là mời mình cái chỉ cơ mong cơ 4 năm 50 tuổi. Mà nó cứ mãi mãi 4 năm 50 tuổi thôi. Thế chứ chạy gì bây giờ gần 80 tuổi rồi mà nãy cũng mất đi. Đấy, hai bà cháu đấy đi mất một tháng không ạ? Vâng ba ngày. Vâng về ăn uống được thoải mái nguyên tháng rồi tí không ăn thịt mua. Thank you.
bên mộ anh, mộ Tâm.